Xưa ở vùng nọ, có một chàng trai con nhà giàu đã đến tuổi cưới vợ. Nhưng chàng ta chỉ ao ước một người vợ đẹp như tiên, nên cha mẹ hỏi đám nào cũng không vừa ý. Cho đến khi cha mẹ lần lượt qua đời, chàng ta vẫn chưa lấy được vợ. Bẩm Ngọc Hoàng, dưới hạ giới có trường hợp một chàng trai đến tuổi lấy vợ mà anh ta kén chọn từ khi cha mẹ còn sống, đến giờ cha mẹ đã mất cả mà vẫn chưa tìm được cô vợ ưng ý. Đâu, đưa ta xem. Con hãy lại đây. Dạ vâng. Con hãy xuống với anh ta một thời gian, xem anh ta có biết người biết của hay không. Nếu anh ta không thấy được cái đẹp chính đáng thì hãy cho anh ta một bài học. Con xin tuân mệnh. Dạ thưa, có cô gái này đến xin được làm thị tỳ. Vừa hay, nhà ta cũng đang thiếu người làm việc bếp núc. Tôi thấy cô ấy cũng tháo vát, nhanh nhẹn. Vậy ngài có đồng ý không ạ? Việc nhà cứ tùy ngươi sắp xếp. À, dạ vâng. Ngon lắm, cô nấu ăn ngon lắm. Từ nay việc bếp núc nhất định phải là cô nấu cho ta ăn. Dạ vâng. Cô ấy thật khéo léo, lại còn tháo vát nữa. Giá như cậu chủ. Sắp đến ngày giỗ cha mẹ ta, ta còn chưa biết nhờ cậy ai làm cỗ bàn bánh trái cho thật ngon để trước cúng cha mẹ. Sao đãi các quan khách đi? Dạ, để tôi làm việc đó. Thật à? Nhưng cỗ bàn rất lớn, liệu cô có lo được hết? Vâng, tôi hứa sẽ cố gắng chu toàn công việc đó cho ngài. Vậy thì tốt rồi, mọi việc ta nhờ cô. Dạ. Dạ, tôi chưa bao giờ được dự một bữa cỗ ngon và lạ như thế này. Nghe đâu nhà anh ta có một cô gia nhân rất khéo léo. Chính là cô ta kìa. Phải rồi, cô ấy không chỉ khéo léo nấu nướng mà còn chu toàn mọi việc nhà cửa, tính nết lại còn rất tốt nữa. Thật là có phước. Nhưng mà nhan sắc cô ta tầm thường quá. Chúc cậu chủ tìm được một người vợ đẹp như ý muốn. Người cứ chăm sóc nhà cửa cho tốt và đợi tin vui của ta. Ôi, là cô đấy ư? Cô ấy thật xinh đẹp. Tôi chưa từng thấy ai xinh đẹp đến thế, như tiên giáng trần ấy. Cậu chủ về mà xem, nhà ta có một cô tiên xinh đẹp trong nhà bấy lâu nay mà không hay biết. Là ai? Là ai? Dạ, chính là cô thị tỷ đó ạ. Ta thật có mắt mà như mù. Tuyệt thế giai nhân ở trong nhà bấy lâu mà không hay biết gì. Nàng hãy làm vợ ta nhé. Ta xin nàng hãy bằng lòng làm vợ của ta. Ta vốn là tiên nữ được Ngọc Hoàng phái xuống, nhưng nay đã hết hạn ở trần gian, phải trở về thượng giới. Giá như chàng nhận ra sớm thì đã không... Không, không, không. Một bài học thích đáng cho chàng trai. Ngọc Hoàng đã biến chàng thành con mối, luôn luôn chắc lưỡi tiếc nuối vì bao nhiêu ngày ở với tiên nữ mà không biết hưởng. Chàng rể tương lai. Ngày xưa, ngày xưa, nhà nọ có hai cha con cùng nhau sinh sống. Cô con gái rất xinh đẹp, đã đến tuổi cập kê nên người cha rất nóng lòng tìm cho con một tấm chồng. Một ngày nọ, có một vị công tử đến nhà xin làm rể. Nom chàng hình như là người giàu có nên ông bằng lòng gả con gái cho anh. Sóc nhỏ ơi, cha ta đã đồng ý,
gã ta đi lấy chồng, ta sắp phải rời xa nơi này rồi. Nhưng ta thật sự không có chút cảm tình gì với người đàn ông đó. Người bảo ta phải làm sao bây giờ? Rosie, ta là chồng sắp cưới của nàng mà, sao nàng lại sợ hãi ta đến thế? Ta không biết. Kìa, ta biết nàng còn e ngại, nhưng chỉ vài tháng nữa thôi, nàng đã thành vợ của ta rồi. Nàng có muốn ghé thăm trước căn nhà của ta không? Nhưng ta không biết nhà chàng ở đâu. Hơn nữa, chắc cha của ta cũng không đồng ý đâu. Nàng yên tâm, ta đã xin phép cha của nàng rồi. Cha rất sẵn lòng, còn nhà ta ở sâu trong rừng kia. Ngày mai nàng hãy tới nhà ta chơi nha. Bố mẹ ta rất nóng lòng được gặp nàng. Nhưng em không biết đường đi, làm sao em có thể đến nhà của chàng được? Nàng đừng có lo, lát nữa ra về ta sẽ trải tro bếp suốt dọc đường để đánh dấu cho nàng. Nàng cứ yên tâm mà đi nha. Vì không thể từ chối được nên ngày hôm sau Rosie đã sắp xếp để đến nhà Joseph. Nhưng trong lòng cảm thấy không yên tâm nên cô đã mang theo hai túi đầy sỏi trắng để rắc xuống hai bên đường. Sớm quá chăng? Mọi người đi đâu hết rồi? Hãy quay lại, hãy quay lại, cô dâu trẻ. Tôi đang ở trong căn nhà có lũ quỷ. Trời ơi, một con chim biết nói. Căn nhà này thật là kỳ quái. Ôi! Mình đang ở đâu thế này? Cô gái. Bà là ai ạ? Ta là người canh chừng hầm rủ của căn nhà này. Bà ơi, đây là nhà của chồng chưa cưới của cháu đúng không ạ? Bà có biết anh ấy đi đâu không? Cả bố mẹ anh ấy nữa. Họ hẹn cháu tới đây dùng tiệc mà chẳng thấy ai hết. Trời ơi, con gái, con có biết con đang ở đâu không? Con đang ở trong hang ổ của bọn quỷ chuyên ăn thịt người đó. Con bị bọn chúng lừa rồi. Làm gì có bố mẹ nào chứ? Sao cơ? Bọn quỷ ư? Bà nói sao ạ? Chắc chắn là hắn đã đến hỏi cưới con làm vợ và lừa con đến đây để ăn thịt. Chúng dặn ta đun nồi nước này để làm thịt con đó. Biết bao cô gái đã bị hắn lừa rồi. Nhưng con đã gặp may vì đến trước chúng một bước. Ta sẽ cứu con. Ta sẽ không cho chúng biết rằng con đã đến đây trước khi chúng về đâu. Bà nói thật chứ bà? Thôi chết, hình như bọn chúng về rồi. Con hãy trốn vào trong thùng này, không được nhúc nhích. Đợi bọn chúng ngủ say, ta sẽ thả con ra. Nhanh, nhanh lên nào. Bà già, bà có thấy vợ chưa cưới của ta đến đây không? Cả ngày nay tôi chưa thấy cô gái nào đến hết à. Đã dặn thế rồi mà. Không sao, tối nay chúng ta nhắm con mồi này cũng được. Bà hãy lấy cho tôi 3 ly rượu, một trắng, một đỏ, một vàng. Chúng ta sẽ uống rượu trong lúc chờ vợ chưa cưới của ta đến. Con mồi béo bở nữa lại chuẩn bị sập lưới rồi. Con gái ơi, bọn chúng đã ngủ say hết rồi, ra ngoài đi. Con đi đi, ta chỉ đưa con đến đây được thôi. Con nhớ đường về nhà chứ? Trước khi đến đây, con sợ gió thổi bay tro nên con đã trải sỏi trắng đánh dấu đường về rồi. Bà không đi cùng với con sao? Ta mà bỏ đi, mọi chuyện sẽ bại lộ. Bọn chúng sẽ giết chết người nhà của ta, nên ta không thể đi được. Con hãy chạy trước đi. Ơn cứu mạng của bà con sẽ không bao giờ quên. Nhất định con sẽ quay lại cứu bà ra khỏi đây. Rosie theo dấu những viên sỏi trắng, chạy một mạch suốt đêm mới về được đến nhà. Cha cô cũng đợi cô cả đêm không ngủ. Hai cha con gặp nhau, mừng mừng tủi tủi. Cô đem chuyện mình vừa chứng kiến kể hết lại cho cha. Sau hôm đó, Joseph ngày nào cũng tìm đến và dụ cô đến nhà. Nhưng cô vờ như không biết chuyện gì, chỉ một mực từ chối và chờ đến ngày cưới. Hôm nay là ngày vui của Rosie và Joseph, nên tôi mới mời bà con đến dự tiệc.
cuối cùng thì ta cũng chờ được đến ngày này rồi. Nào, cô dâu của ta, chúng ta đi thôi. Cha nàng đã đồng ý rồi. Xem chàng kìa, có vẻ nóng vội quá. Bữa tiệc vẫn chưa kết thúc mà. Chúng ta còn chưa uống ly rượu mừng. Uống xong chén rượu này, thiếp sẽ đi cùng với chàng. Ta chờ nàng lâu lắm rồi. Rosie, nàng cho ta uống cái gì thế này? Sao ta thấy nóng rát cổ họng vậy? Quả nhiên hắn đã hiện nguyên hình rồi. Chén rượu có bùa trừ tà đó thật linh nghiệm. Thì ra các người đã biết từ trước và âm mưu dụ ta đến đây để hãm hại. Nếu người không có ý định bắt con gái ta để ăn thịt thì ta cũng đâu thể biết ngươi là quỷ đội lốt người mà nhờ cả dân làng để đối phó với người đâu chứ. Muốn tiêu diệt ta không dễ vậy đâu. Sao không biến hình được thế này? Hắn đã uống phải rượu trừ tà nên tạm thời sẽ bị mất phép thuật. Tranh thủ thời cơ, chúng ta hãy ra tay thôi. Ta là vợ mới của chàng Joseph đây. Mọi người đã đón ta với. Joseph thật có lòng, mang con mồi về trước để chúng ta thưởng thức. Đừng có chạy, ngươi không thoát được khỏi tay chúng ta đâu. Chuyện gì thế này? Nếu các người chống cự thì tấm lưới làm bằng dây gai tầm ma này sẽ càng siết chặt hơn đấy. Bà ơi, giỏi lắm cháu gái, cháu đã cùng dân làng tiêu diệt được lũ quỷ rồi. Cuối cùng lũ quỷ cũng bị tiêu diệt hết. Từ đó dân làng được sống trong vui vẻ, êm đềm mà không còn phải lo sợ có bất cứ cô gái trẻ nào bị chúng lừa nữa. Còn về phần Rosie, sau này nàng đã tìm được ý trung nhân xứng đáng và sống hạnh phúc mãi cho đến những năm tháng về sau. Con rắn trắng. Ngày xưa, có một vị vua nổi tiếng thông minh, học rộng biết nhiều, được thần dân vô cùng yêu mến. Nhà vua có một thói quen rất kỳ lạ, đó là cứ vào mỗi bữa ăn tối, một người hầu cận sẽ bưng vào cho vua một món ăn duy nhất. Món ăn mà thậm chí người hầu này cũng không biết là món gì, cho đến một ngày. Không biết trong cái khay thức ăn này có gì đây nhỉ? Chắc hẳn là sơn hào hải vị có 102 trên đời rồi. Mình chỉ nhìn một lát cho thỏa tính tò mò thôi. Nghĩ vậy, người hầu đã cắt thử một miếng thịt rắn, bỏ lên miệng nếm thử xem sao. Nhưng thật kỳ lạ, khi anh vừa cho thức ăn vào miệng, thì tai anh nghe thấy tiếng chim hót líu lo, rõ ràng hơn bao giờ hết. Này anh bạn, anh có biết gì không? Hả? Thật là kỳ lạ, mình lại còn được nghe cả tiếng chim thế này. Này, cái nhẫn quý của hoàng hậu bị mất, có mà tìm loạn lên cũng chả thể thấy đâu nhỉ? Tại con vịt xám trong lúc đói đã nuốt nhầm cả chiếc nhẫn vào bụng nó rồi chứ sao. Hóa ra chỉ ăn một miếng thịt con rắn trắng mà có thể giúp mình hiểu được tiếng nói loài vật ư? Vậy là anh lính ngay lập tức ra ngoài hồ bắt con vịt xám và lấy được chiếc nhẫn quý. Anh đem nó trả lại cho hoàng hậu. Tốt lắm, nhà ngươi muốn ta ban thưởng cho nhà ngươi cái gì? Tiền bạc hay chức tước vì ta cũng có thể cho nhà ngươi được. Dạ thưa nhà vua, thần chỉ xin nhà vua ban cho thần một con ngựa để đi chu du đó đây, trải nghiệm cuộc sống và ngắm cảnh non nước diễm lệ thôi ạ. Thôi được, ta sẽ chiều theo mong muốn của nhà ngươi. Vậy là một mình anh một ngựa, anh dong duỗi đi qua nhiều nơi, đến đâu anh cũng dừng lại ngắm nhìn phong cảnh và ghi chép những điều anh thấy vào một cuốn sổ nhỏ xíu anh để trong túi. Lần ấy anh đi qua một cái hồ nhỏ. Thôi, thế là đời chúng ta đi tông rồi. Tại sao lại vô tình để mắc vào chiếc lưới này cơ chứ? Tội nghiệp, ta sẽ giải thoát cho chúng mày nha. Hãy trở về với bể rộng sông dài của chúng mày.
Cảm ơn ân nhân, nhất định sẽ có ngày chúng tôi báo đáp ơn này. Người lính lại tiếp tục cuộc ngao du của mình. Anh xuống ngựa khi nghe thấy tiếng khóc não nề. Lát nữa khi chiếc xe ngựa đi qua thì làm sao mà đại gia đình chúng ta chạy kịp cơ chứ? Kiểu gì chẳng có anh em ta phải bỏ mạng nơi đây. Xin đa tạ công ơn cứu mạng của ân nhân, nhất định chúng tôi sẽ có ngày báo đáp. Chà, hôm nay ta cũng đã đi được một đoạn đường dài rồi, giờ hẳn ngồi xuống nghỉ ngơi chút đã. Đừng sợ, đã có tôi. Một thời gian sau, anh lính đã đi đến một kinh thành diễm lệ, có trăm hoa đua nở. Kinh thành nằm ngay sát một bờ biển nước xanh ngắt, có bờ cát vàng óng ả. Kinh thành này đang diễn ra một sự kiện rất hệ trọng. Nhà vua muốn kén rể cho công chúa. Bất cứ ai muốn trở thành con rể của nhà vua thì phải trải qua một nhiệm vụ khó khăn, mà nếu người đó không thực hiện được thì sẽ phải bỏ mạng. Chàng lính đi đến vườn Thuận Uyển. Trước mắt chàng là nàng công chúa vô cùng xinh đẹp. Nhìn thấy công chúa, chàng đã ngay lập tức phải lòng nàng. Thưa đức vua, tôi sẵn sàng trải qua mọi thử thách để có thể cưới được công chúa ạ. Được, nhưng ta nhắc lại, nếu không vượt qua được thử thách thì chẳng những nhà ngươi không cưới được công chúa, mà đến mạng của mình nhà ngươi cũng không giữ được đâu. Dạ vâng, thưa đức vua. Được, vậy người đâu, mau đưa chàng trai này lên thuyền rồi dẫn ra khơi cho ta. Đức vua hạ lệnh cho anh phải lấy được chiếc nhẫn quý người mới bị làm rơi khi đi chu du qua biển này. Nếu trong ngày hôm nay anh không tìm thấy thì lập tức anh bị ném xuống. Hả? Nước biển mênh mông thế này thì làm sao mà ta có thể tìm thấy được chiếc nhẫn đây? Có lẽ nào ta lại phải bỏ mạng nơi này chứ? Ân nhân, xin đừng lo lắng, chúng tôi sẽ giúp. Là chiếc nhẫn quý của nhà vua đây sao? Cảm ơn cá nha. Khá lắm chàng trai, nhưng chớ vội mừng. Ngươi hãy ra phía sau vườn đi, có một thử thách khác đang đợi nhà ngươi. Trong đêm nay, trước khi mặt trời ló rạng, nhà ngươi phải nhặt xong tất cả những hạt kê trong khu vườn này, rồi để gọn thành những đống bằng nhau. Nếu ngươi để sót lại một hạt nào thì cũng sẽ bị chém đầu ngay. Trời ơi, hạt kê vừa nhiều vừa nhỏ thế này thì ta nhặt bao giờ mới hết đây? Quá mệt mỏi sau một ngày nhiều biến cố, chàng lính dần dần chìm vào trong giấc ngủ lúc nào không hay. Và khi giật mình, chàng tỉnh dậy. Hả? Là các bạn kiến đã tới đây giúp đỡ ta ư? Cảm ơn các bạn nha. Rất tốt, chàng trai gan dạ và tài ba. Nhưng ta còn có một yêu cầu nữa. Đó là ngươi hãy mang về cho công chúa quả táo vàng từ cây sự sống. Công chúa từ nhỏ đã lãnh cảm, ít nói ít cười. Ta nghe nói nếu như ai được ăn quả táo vàng ấy thì trái tim của họ sẽ tràn ngập tình yêu. Ta đã đi biết bao nhiêu nơi, hỏi biết bao nhiêu người rồi, nhưng không một ai biết về cây sự sống hết. Chúng tôi là ba chú chim con mà ân nhân đã cứu đó. Chúng tôi nay đã lớn, thấy ân nhân đi tìm quả táo vàng nên ngày đêm không nghỉ bay đến tận cùng thế giới là nơi có cây sự sống để hái quả táo này. Hả? Cảm ơn chim, cảm ơn các bạn nhiều lắm. Chàng lính đã mang được quả táo vàng từ cây sự sống về cho công chúa. Công chúa sau khi ăn trái táo thần kỳ, trái tim nàng ngập tràn tình yêu đối với người lính trẻ. Họ cưới nhau ngay sau đó và sống hạnh phúc cho đến mãi những năm tháng về sau.
Xưa ở vùng nọ, có một chàng trai con nhà giàu đã đến tuổi cưới vợ. Nhưng chàng ta chỉ ao ước một người vợ đẹp như tiên, nên cha mẹ hỏi đám nào cũng không vừa ý. Cho đến khi cha mẹ lần lượt qua đời, chàng ta vẫn chưa lấy được vợ. Bẩm Ngọc Hoàng, dưới hạ giới có trường hợp một chàng trai đến tuổi lấy vợ mà anh ta kén chọn từ khi cha mẹ còn sống, đến giờ cha mẹ đã mất cả mà vẫn chưa tìm được cô vợ ưng ý. Đâu, đưa ta xem. Con hãy lại đây. Dạ vâng. Con hãy xuống với anh ta một thời gian, xem anh ta có biết người biết của hay không. Nếu anh ta không thấy được cái đẹp chính đáng thì hãy cho anh ta một bài học. Con xin tuân mệnh. Dạ thưa, có cô gái này đến xin được làm thị tỳ. Vừa hay, nhà ta cũng đang thiếu người làm việc bếp núc. Tôi thấy cô ấy cũng tháo vát, nhanh nhẹn. Vậy ngài có đồng ý không ạ? Việc nhà cứ tùy ngươi sắp xếp. À, dạ vâng. Ngon lắm, cô nấu ăn ngon lắm. Từ nay việc bếp núc nhất định phải là cô nấu cho ta ăn. Dạ vâng. Cô ấy thật khéo léo, lại còn tháo vát nữa. Giá như cậu chủ... Sắp đến ngày giỗ cha mẹ ta, ta còn chưa biết nhờ cậy ai làm cỗ bàn bánh trái cho thật ngon để trước cúng cha mẹ. Sao đãi các quan khách đi? Dạ, để tôi làm việc đó. Thật à? Nhưng cỗ bàn rất lớn, liệu cô có lo được hết? Vâng, tôi hứa sẽ cố gắng chu toàn công việc đó cho ngài. Vậy thì tốt rồi, mọi việc ta nhờ cô. Dạ. Chà, tôi chưa bao giờ được dự một bữa cỗ ngon và lạ như thế này. Nghe đâu nhà anh ta có một cô gia nhân rất khéo léo. Chính là cô ta kìa. Phải rồi, cô ấy không chỉ khéo léo nấu nướng mà còn chu toàn mọi việc nhà cửa. Tính nết lại còn rất tốt nữa. Thật là có phước. Nhưng mà nhan sắc cô ta tầm thường quá. Chúc cậu chủ tìm được một người vợ đẹp như ý muốn. Người cứ chăm sóc nhà cửa cho tốt và đợi tin vui của ta. Ôi, là cô đấy ư? Cô ấy thật xinh đẹp. Tôi chưa từng thấy ai xinh đẹp đến thế, như tiên giáng trần ấy. Cậu chủ về mà xem, nhà ta có một cô tiên xinh đẹp trong nhà bấy lâu nay mà không hay biết. Là ai? Là ai? Dạ, chính là cô thị tỷ đó ạ. Ta thật có mắt mà như mù. Tuyệt thế giai nhân ở trong nhà bấy lâu mà không hay biết gì. Nàng hãy làm vợ ta nhé. Ta xin nàng hãy bằng lòng làm vợ của ta. Ta vốn là tiên nữ được Ngọc Hoàng phái xuống, nhưng nay đã hết hạn ở trần gian, phải trở về thượng giới. Giá như chàng nhận ra sớm thì đã không... Không. Một bài học thích đáng cho chàng trai. Ngọc Hoàng đã biến chàng thành con mối, luôn luôn chắc lưỡi tiếc nuối vì bao nhiêu ngày ở với tiên nữ mà không biết hưởng. Chàng rể tương lai. Ngày xưa, nhà nọ có hai cha con cùng nhau sinh sống. Cô con gái rất xinh đẹp, đã đến tuổi cập kê nên người cha rất nóng lòng tìm cho con một tấm chồng. Một ngày nọ, có một vị công tử đến nhà xin làm rể. Nom chàng hình như là người giàu có nên ông bằng lòng gả con gái cho anh. Sóc nhỏ ơi,
cha ta đã đồng ý gả ta đi lấy chồng. Ta sắp phải rời xa nơi này rồi, nhưng ta thật sự không có chút cảm tình gì với người đàn ông đó. Người bảo ta phải làm sao bây giờ? Rosie, ta là chồng sắp cưới của nàng mà, sao nàng lại sợ hãi ta đến thế? Ta không biết. Kìa, ta biết nàng còn e ngại, nhưng chỉ vài tháng nữa thôi, nàng đã thành vợ của ta rồi. Nàng có muốn ghé thăm trước căn nhà của ta không? Nhưng ta không biết nhà chàng ở đâu. Hơn nữa, chắc cha của ta cũng không đồng ý đâu. Nàng yên tâm, ta đã xin phép cha của nàng rồi. Cha rất sẵn lòng, còn nhà ta ở sâu trong rừng kia. Ngày mai nàng hãy tới nhà ta chơi nha. Bố mẹ ta rất nóng lòng được gặp nàng. Nhưng em không biết đường đi, làm sao em có thể đến nhà của chàng được? Nàng đừng có lo, lát nữa ra về ta sẽ trải tro bếp suốt dọc đường để đánh dấu cho nàng. Nàng cứ yên tâm mà đi nha. Vì không thể từ chối được nên ngày hôm sau Rosie đã sắp xếp để đến nhà Joseph. Nhưng trong lòng cảm thấy không yên tâm nên cô đã mang theo hai túi đầy sỏi trắng để rắc xuống hai bên đường. Sớm quá chăng? Mọi người đi đâu hết rồi? Hãy quay lại, hãy quay lại, cô dâu trẻ. Cô đang ở trong căn nhà có lũ quỷ. Trời ơi, một con chim biết nói. Căn nhà này thật là kỳ quái. Ôi! Mình đang ở đâu thế này? Cô gái. Bà là ai ạ? Ta là người canh chừng hầm rượu của căn nhà này. Bà ơi, đây là nhà của chồng chưa cưới của cháu đúng không ạ? Bà có biết anh ấy đi đâu không? Cả bố mẹ anh ấy nữa. Họ hẹn cháu tới đây dùng tiệc mà chẳng thấy ai hết. Trời ơi, con gái, con có biết con đang ở đâu không? Con đang ở trong hang ổ của bọn quỷ chuyên ăn thịt người đó. Con bị bọn chúng lừa rồi. Làm gì có bố mẹ nào chứ? Sao cơ? Bọn quỷ ư? Bà nói sao ạ? Chắc chắn là hắn đã đến hỏi cưới con làm vợ và lừa con đến đây để ăn thịt. Chúng dặn ta đun nồi nước này để làm thịt con đó. Biết bao cô gái đã bị hắn lừa rồi. Nhưng con đã gặp may vì đến trước chúng một bước. Ta sẽ cứu con. Ta sẽ không cho chúng biết rằng con đã đến đây trước khi chúng về đâu. Bà nói thật chứ bà? Thôi chết, hình như bọn chúng về rồi. Con hãy trốn vào trong thùng này, không được nhúc nhích. Đợi bọn chúng ngủ say, ta sẽ thả con ra. Nhanh, nhanh lên nào. Bà già, bà có thấy vợ chưa cưới của ta đến đây không? Cả ngày nay tôi chưa thấy cô gái nào đến hết à. Đã dặn thế rồi mà. Không sao, tối nay chúng ta nhắm con mồi này cũng được. Bà hãy lấy cho tôi 3 ly rượu, một trắng, một đỏ, một vàng. Chúng ta sẽ uống rượu trong lúc chờ vợ chưa cưới của ta đến. Con mồi béo bở nữa lại chuẩn bị sập lưới rồi. Con gái ơi, bọn chúng đã ngủ say hết rồi, ra ngoài đi. Con đi đi, ta chỉ đưa con đến đây được thôi. Con nhớ đường về nhà chứ? Trước khi đến đây, con sợ gió thổi bay tro nên con đã trải sỏi trắng đánh dấu đường về rồi. Bà không đi cùng với con sao? Ta mà bỏ đi, mọi chuyện sẽ bại lộ. Bọn chúng sẽ giết chết người nhà của ta, nên ta không thể đi được. Con hãy chạy trước đi. Ơn cứu mạng của bà con sẽ không bao giờ quên. Nhất định con sẽ quay lại cứu bà ra khỏi đây. Rosie theo dấu những viên sỏi trắng, chạy một mạch suốt đêm mới về được đến nhà. Cha cô cũng đợi cô cả đêm không ngủ. Hai cha con gặp nhau, mừng mừng tủi tủi. Cô đem chuyện mình vừa chứng kiến kể hết lại cho cha. Sau hôm đó, Joseph ngày nào cũng tìm đến và dụ cô đến nhà. Nhưng cô vờ như không biết chuyện gì, chỉ một mực từ chối và chờ đến ngày cưới. Hôm nay là ngày vui của Rosie và Joseph, nên tôi mới mời bà con đến dự tiệc.
Cuối cùng thì ta cũng chờ được đến ngày này rồi. Nào, cô dâu của ta, chúng ta đi thôi. Cha nàng đã đồng ý rồi. Xem chàng kìa, có vẻ nóng vội quá. Bữa tiệc vẫn chưa kết thúc mà. Chúng ta còn chưa uống ly rượu mừng. Uống xong chén rượu này, thiếp sẽ đi cùng với chàng. Ta chờ nàng lâu lắm rồi. Rosie, nàng cho ta uống cái gì thế này? Sao ta thấy nóng rát cổ họng vậy? Quả nhiên hắn đã hiện nguyên hình rồi. Chén rượu có bùa trừ tà đó thật linh nghiệm. Thì ra các người đã biết từ trước và âm mưu dụ ta đến đây để hãm hại. Nếu ngươi không có ý định bắt con gái ta để ăn thịt thì ta cũng đâu thể biết ngươi là quỷ đội lốt người mà nhờ cả dân làng để đối phó với ngươi đâu chứ. Muốn tiêu diệt ta không dễ vậy đâu. Sao không biến hình được thế này? Hắn đã uống phải rượu trừ tà nên tạm thời sẽ bị mất phép thuật. Tranh thủ thời cơ, chúng ta hãy ra tay thôi. Ta là vợ mới của chàng Joseph đây, mọi người đã đón ta với. Joseph thật có lòng, mang con mồi về trước để chúng ta thưởng thức. Đừng có chạy, ngươi không thoát được khỏi tay chúng ta đâu. Chuyện gì thế này? Nếu các người chống cự thì tấm lưới làm bằng dây gai tầm ma này sẽ càng siết chặt hơn đấy. Bà ơi, giỏi lắm cháu gái, cháu đã cùng dân làng tiêu diệt được lũ quỷ rồi. Cuối cùng lũ quỷ cũng bị tiêu diệt hết. Từ đó dân làng được sống trong vui vẻ, êm đềm mà không còn phải lo sợ có bất cứ cô gái trẻ nào bị chúng lừa nữa. Còn về phần Rosie, sau này nàng đã tìm được ý trung nhân xứng đáng và sống hạnh phúc mãi cho đến những năm tháng về sau. Con rắn trắng. Ngày xưa, có một vị vua nổi tiếng thông minh, học rộng biết nhiều, được thần dân vô cùng yêu mến. Nhà vua có một thói quen rất kỳ lạ, đó là cứ vào mỗi bữa ăn tối, một người hầu cận sẽ bưng vào cho vua một món ăn duy nhất. Món ăn mà thậm chí người hầu này cũng không biết là món gì, cho đến một ngày. Không biết trong cái khay thức ăn này có gì đây nhỉ? Chắc hẳn là sơn hào hải vị có một không hai trên đời rồi. Mình chỉ nhìn một lát cho thỏa tính tò mò thôi. Nghĩ vậy, người hầu đã cắt thử một miếng thịt rắn, bỏ lên miệng nếm thử xem sao. Nhưng thật kỳ lạ, khi anh vừa cho thức ăn vào miệng, thì tai anh nghe thấy tiếng chim hót líu lo, rõ ràng hơn bao giờ hết. Này anh bạn, anh có biết gì không? Hả? Thật là kỳ lạ, mình lại còn được nghe cả tiếng chim thế này. Này, cái nhẫn quý của hoàng hậu bị mất, có mà tìm loạn lên cũng chả thể thấy đâu nhỉ? Tại con vịt xám trong lúc đói đã nuốt nhầm cả chiếc nhẫn vào bụng nó rồi chứ sao. Hóa ra chỉ ăn một miếng thịt con rắn trắng mà có thể giúp mình hiểu được tiếng nói loài vật ư? Vậy là anh lính ngay lập tức ra ngoài hồ bắt con vịt xám và lấy được chiếc nhẫn quý. Anh đem nó trả lại cho hoàng hậu. Tốt lắm, nhà ngươi muốn ta ban thưởng cho nhà ngươi cái gì, tiền bạc hay chức tước gì ta cũng có thể cho nhà ngươi được. Dạ thưa nhà vua, thần chỉ xin nhà vua ban cho thần một con ngựa để đi chu du đó đây, trải nghiệm cuộc sống và ngắm cảnh non nước Diễm Lệ thôi ạ. Thôi được, ta sẽ chiều theo mong muốn của nhà ngươi. Vậy là một mình anh một ngựa, anh dong duỗi đi qua nhiều nơi. Đến đâu anh cũng dừng lại ngắm nhìn phong cảnh và ghi chép những điều anh thấy vào một cuốn sổ nhỏ xíu anh để trong túi. Lần ấy anh đi qua một cái hồ nhỏ. Thôi, thế là đời chúng ta đi đông rồi, tại sao lại vô tình để mắc vào chiếc lưới này cơ chứ? Tội nghiệp, ta sẽ giải thoát cho chúng mày nha. Hãy trở về với bể rộng sông dài của chúng mày.
Cảm ơn ân nhân, nhất định sẽ có ngày chúng tôi báo đáp ơn này. Người lính lại tiếp tục cuộc ngao du của mình. Anh xuống ngựa khi nghe thấy tiếng khóc não nề. Lát nữa khi chiếc xe ngựa đi qua thì làm sao mà đại gia đình chúng ta chạy kịp cơ chứ? Kiểu gì chẳng có anh em ta phải bỏ mạng nơi đây. Xin đa tạ công ơn cứu mạng của ân nhân, nhất định chúng tôi sẽ có ngày báo đáp. Chà, hôm nay ta cũng đã đi được một đoạn đường dài rồi, giờ hẳn ngồi xuống nghỉ ngơi chút đã. Có mày. Đừng sợ, đã có tôi. Một thời gian sau, anh lính đã đi đến một kinh thành diễm lệ, có trăm hoa đua nở. Kinh thành nằm ngay sát một bờ biển nước xanh ngắt, có bờ cát vàng óng ả. Kinh thành này đang diễn ra một sự kiện rất hệ trọng. Nhà vua muốn kén rể cho công chúa. Bất cứ ai muốn trở thành con rể của nhà vua thì phải trải qua một nhiệm vụ khó khăn, mà nếu người đó không thực hiện được thì sẽ phải bỏ mạng. Chàng lính đi đến vườn Thuận Uyển. Trước mắt chàng là nàng công chúa vô cùng xinh đẹp. Nhìn thấy công chúa, chàng đã ngay lập tức phải lòng nàng. Thưa đức vua, tôi sẵn sàng trải qua mọi thử thách để có thể cưới được công chúa ạ. Được, nhưng ta nhắc lại, nếu không vượt qua được thử thách thì chẳng những nhà ngươi không cưới được công chúa, mà đến mạng của mình nhà ngươi cũng không giữ được đâu. Dạ vâng, thưa đức vua. Được, vậy người đâu, mau đưa chàng trai này lên thuyền rồi dẫn ra khơi cho ta. Đức vua hạ lệnh cho anh phải lấy được chiếc nhẫn quý người mới bị làm rơi khi đi chu du qua biển này. Nếu trong ngày hôm nay anh không tìm thấy thì lập tức anh bị ném xuống. Hả? Nước biển mênh mông thế này thì làm sao mà ta có thể tìm thấy được chiếc nhẫn đây? Có lẽ nào ta lại phải bỏ mạng nơi này chứ. Ân nhân, xin đừng lo lắng, chúng tôi sẽ giúp. Là chiếc nhẫn quý của nhà vua đây sao? Cảm ơn cá nha. Khá lắm chàng trai, nhưng chớ vội mừng. Ngươi hãy ra phía sau vườn đi, có một thử thách khác đang đợi nhà ngươi. Trong đêm nay, trước khi mặt trời ló rạng, nhà ngươi phải nhặt xong tất cả những hạt kê trong khu vườn này, rồi để gọn thành những đống bằng nhau. Nếu ngươi để sót lại một hạt nào thì cũng sẽ bị chém đầu ngay. Trời ơi, hạt kê vừa nhiều vừa nhỏ thế này thì ta nhặt bao giờ mới hết đây? Quá mệt mỏi sau một ngày nhiều biến cố, chàng lính dần dần chìm vào trong giấc ngủ lúc nào không hay. Và khi giật mình, chàng tỉnh dậy. Hả? Là các bạn kiến đã tới đây giúp đỡ ta ư? Cảm ơn các bạn nha. Rất tốt, chàng trai gan dạ và tài ba. Nhưng ta còn có một yêu cầu nữa. Đó là ngươi hãy mang về cho công chúa quả táo vàng từ cây sự sống. Công chúa từ nhỏ đã lãnh cảm, ít nói ít cười. Ta nghe nói nếu như ai được ăn quả táo vàng ấy thì trái tim của họ sẽ tràn ngập tình yêu. Ta đã đi biết bao nhiêu nơi, hỏi biết bao nhiêu người rồi, nhưng không một ai biết về cây sự sống hết. Chúng tôi là ba chú chim con mà ân nhân đã cứu đó. Chúng tôi nay đã lớn, thấy ân nhân đi tìm quả táo vàng nên ngày đêm không nghỉ bay đến tận cùng thế giới là nơi có cây sự sống để hái quả táo này. Hả? Cảm ơn chim, cảm ơn các bạn nhiều lắm. Chàng lính đã mang được quả táo vàng từ cây sự sống về cho công chúa. Công chúa sau khi ăn trái táo thần kỳ, trái tim nàng ngập tràn tình yêu đối với người lính trẻ. Họ cưới nhau ngay sau đó và sống hạnh phúc cho đến mãi những năm tháng về sau.